Kính thưa quý đạo hữu và tất cả quý vị, Thư viện Phật giáo Hòa Hảo thực hiện diễn đọc trọn bộ chú giải sấm giảng thi văn giáo lý Phật giáo Hòa Hảo ba quyển gồm 2290 trang. Chánh văn Đức Huỳnh giáo chủ, chú giải Thiện Tâm. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là phần chánh văn. Theo thầy giảng dạy nhiều lần, dương gian nào biết thế trần nào hay, cầu cho dân khỏi nạn tai, qua nơi khổ nào mặc ai chê cười. Bạc đâu dám sanh vàng mười, u mê mà lại chê cười thần tiên. Giá từ sơn lạnh lâm tuyền, về đây hội hiệp xà duyên tớ thầy. Ở rừng bạn với cáo cày, bây giờ xuống thế cáo cày lìa xa. Thiên cơ biến đổi càng qua, gầm trong thế giới còn đôi ba phần. Mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hỏi này. Tuần hoàng thiên địa đổi xây, cám thương trần hạ lòng đây chẳng sơn. Lược giải từ câu 105 đến câu 120. Đoạn này ý nói ông Cử Đa đã nhiều lần theo Đức Phật Thầy châu du độ chúng, thế mà dương trần nào ai hay biết. Ngài hằng nguyện cầu cho khắp chúng dân sớm thoát qua tai khổ, dầu ai có cười chê cũng mặc. Giá trị của bạc không thể so với vàng, cũng như kẻ phàm nhân làm sao thấu hiểu hành trạng của Phật Thánh. Thế bảo làm sao mà họ chẳng cười cho được. Lão Tử đã bảo, bậc thượng sĩ nghe đạo thì siêng sắn mà làm theo, bậc trung sĩ nghe đạo thì dường như còn như mất, nửa tin nửa ngờ, khi làm khi bỏ. Bậc hạ sĩ khi nghe đạo thì cười lớn, nếu họ chẳng cười thì không đủ gọi là đạo. Thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, bất tiếu bất dĩ di đạo. Bởi đạo rất cao thâm, bậc hạ căn không thể hiểu nổi, họ cho là quyển hoặc nên mới chê cười. Nhớ lại lúc còn hành đạo nơi rừng núi, Đức Cử thường dạy dỗ các loài cầm thú. Nay Ngài từ giã cảnh vật ấy để trở lại trần gian cùng với Đức Phật Thầy lo giác tỉnh quần sanh. Mái trời đã xoay chuyển, cả thế giới sắp diễn ra cuộc chiến tranh tàn khốc. Từ đây đến ngày kết cuộc, trong nhân vật phải chịu hao hết,
mười phần chỉ còn hai ba mà thôi. Nhân vật mười phần hao bảy tám, thần tiên thấy vậy cũng châu mài. Nên Đức Thầy kêu gọi khắp chúng sanh phải gấp rút tu hành, bởi lẽ có một hội này lập lấy thân, nếu để trễ chày e chẳng kịp, khuyên ai khuya sớm gắn chuyên cần. Ngài nhìn luật xoay vòng của trời đất mà thảm thương cho bá tánh, nên quyết tâm cứu độ, dầu gặp bao nghịch cảnh cũng chẳng hề nao núng. Chú thích: vàng mười là vàng thiệt, vàng y, ý nói giá trị cao quý hơn hết. Ca dao có câu: vàng mười, bạc bảy, thau ba. Sơn lãnh lâm tuyền là núi non rừng suối. Xạ duyên: xạ là chữ độc trại, tiếng địa phương. Vậy xạ duyên tức là sự duyên, có nghĩa duyên do sự việc. Cáo cày là loại thú rừng cùng một loại với chồn, thường ở hang, biết leo, thịt ngon, tức là loại chồn thường hay bắt cá. Có nhiều thứ cày như cày hương, cày bạc má, cày bông lau, có khi người ta gọi chó là cày. Ở đây ý nói người đã giác ngộ lúc nào cũng đầy lòng vị tha từ ái đối với vạn loại chúng sanh, cho nên trong lúc Đức Thầy ở nơi rừng núi, Ngài cũng có dạy dỗ các loài thú. Chốn rừng xanh dạy dỗ cáo cày, xuống trần thế ra tay dắt chúng. Can qua: can là cái mọc, thứ binh khí dùng để đỡ mũi gươm, giáo, tên. Qua là cái giáo. Can qua là tiếng nói chung để chỉ cho các loại binh khí, tức là nói đến sự chiến tranh. Đức Thầy có câu: vọng cầu thế giới dứt can qua, và can qua binh lửa sát sanh linh. Chuyên cần là chăm chỉ và siêng năng gắn gỗ. Tuần hoàn thiên địa là định luật xoay vòng của trời đất, do câu thiên địa tuần hoàn châu nhi phục thị. Luật trời đất xoay giáp vòng thì trở lại chỗ khởi đầu. Tiếp theo là phần chánh văn. Cũng còn kẻ ghét người hờn, vì không rõ hiểu xa dương của Thầy. Hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đã đoán. Ai mà ăn ở nghìn ngang, đón đường nó bắt sẽ tan xét hồn. Chữ rằng quả phước vô môn, đau đầu cũng phải xác hồn tiêu tan. Khuyên người hữu phước giàu sang, mau mau làm phước làm doan cho rồi, để sao khó đứng khôn ngồi, thương nhà tiếc của biết hồi nào ngôi. Ai mà ăn ở ngược xuôi, bị nơi răng rít chẳng vui đâu là. Răng to tên gọi mạng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Ai mà tu
tình chuyên cần, làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Thương đời hết già cần lo, chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì. Lược giải từ câu 121 đến câu 140. Vì lòng từ bi, Đức Giáo Chủ lâm trần khai đạo, nhưng cũng có số người hờn ghét, vì họ chưa rõ hết duyên do. Ngài cũng tiên báo cho mọi người được biết, đến ngày cuối cùng của buổi hạ nguyên sẽ có cuộc chọn lọc bằng cách có các loài thú dữ như hùm, beo, lang, sói, vân vân tràn xuống khắp dân gian tàn sát người hung dữ. Xưa nay Phật Thánh từng dạy, những việc quả hay phúc đều do chính mình tạo nhân, rồi tự mình rước quả, chứ không phải từ đâu đưa lại. Hễ gieo gió thì gặt bão. Dù sự việc rất nhỏ như món ăn, thức uống cũng đều do tiền nghiệp của mình mà nên cả. Nhất ẩm, nhất trác, giai do tiền định. Qua cuộc chọn lọc, kẻ ngang tàn bạo ngược đều bị tiêu tan cả hồn lẫn xác. Đức Thầy kêu gọi hạng người giàu có nên mở lòng bố thí để gieo duyên lành, về sau sẽ được hưởng nhiều phúc huệ cao quý hơn. Bằng ai mãi thương nhà tiếc của, giữ bo đến lúc phong ba, gặp cơn bát loạn khó mà yên thân. Còn hạng ăn ở ngược xuôi, hành động tráo trở, chẳng tôn trọng lẽ công bằng đạo lý, thì sau này sẽ bị các loài rắn rít to lớn từ trên rừng núi tràn xuống sát hại, khó mà bảo tồn tánh mạng. Còn những ai biết thức tỉnh tu hành, chuyên cần tinh tấn, hành động theo con đường ngay chánh, tất được chư thánh thần gia hộ cho được bình yên. Vì lòng từ bi, Đức Thầy dốc hết tâm lực vào công việc khuyến dạy nhân sinh. Sao chẳng sớm lo niệm Phật làm lành, lại cứ lo to rập chê bai làm chi cho mang khẩu nghiệp. Chú thích: đa đoan là nhiều việc rất nhiều. Nghênh ngang cũng gọi là nghênh ngang, có nghĩa ngang tàn bướng bỉnh, không kiêng nể ai. Đức Thầy từng khuyên: nghênh ngang hỗn ẩu phải chừa, bà con nội ngoại dạ thưa mới là. Quả phước vô môn. Do câu quả phúc vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Nghĩa là quả phước không có cửa, chỉ do con người tự rước lấy mà thôi. Còn sự báo ứng của việc lành hay dữ cũng như bóng theo hình. Thêm nữa, kẻ cầm đuốc đi gió ngược sẽ bị lửa táp phỏng tay, ngửa mặt phun nước miếng lên trời, nước ấy sẽ rớt xuống mặt mình. Kẻ làm ác cũng thế, lúc đối đầu chỉ rước họa hại vào thân. Đáo đầu cũng gọi là đối đầu. Hữu phước giàu sang, người có phước nên được giàu sang phú quý. Theo luật nhân quả, những người hiện giờ được giàu có uy quyền là do thời gian trước hoặc tiền kiếp họ đã tạo nhân từ thiện bố thí. Đức Thầy hằng khuyên họ: ngày nay tốt phước sang giàu, xin thương kẻ khó giúp hào một khi. Nào nguôi là chẳng nguôi, chẳng dơi được, ý nói cơn sầu thảm kéo dài mãi, không lúc nào cùng cạn. Ngược xuôi, ngược là nghịch, không thuận, đảo dưới lên trên. Xuôi là thuận chiều, ngược xuôi là khi thuận khi nghịch, không thuần nhất. Đây ý chỉ hạng người xảo nguyệt, không chân chánh, lòng dạ dời đổi, ăn nói ngược xuôi. Mãng xà là rắn lớn. Vào năm 1939, Đức Thầy có dắt Đức Ông, thân sinh của Ngài, đi viếng núi Tà Lơn. Khi đến một khu rừng nọ, chính Đức Ông thấy hình như ba cây súc lớn nằm dài, lá cây rụng khuất cả. Đức Ông nói:
người ta đốn cây ở đây làm sao đem xuống núi? Đức Thầy đáp: đâu phải cây, rắn đó. Nói rồi Ngài liền nhảy lên, dùng chân dậm ít cái rồi nhảy xuống. Bỗng đâu ba khúc ấy động đậy, cong lên, lá cây đổ ồ xuống bày ra ba thân con rắn thật lớn. Bề tròn độ hai người ôm không giáp, dãy to, lớn hơn cái đĩa bàn. Mình nó dài lắm, đầu đuôi khuất chẳng thấy đâu. Đức ông hoảng sợ, chạy lùi lại rất xa. Đức Thầy chạy theo kêu Đức ông dừng lại và nói: không sao đâu, nhưng đến thời tận diệt, có cả bầy rắn như thế này. Chúng bò lội khắp nơi, cắn nuốt những người hung tàn bạo ngược. Điều này trong sấm giảng quyển nhất, Đức Thầy thường nhắc. Ngày sau sẽ thấy thú cầm chỉnh ghê. Hầm beo tay tưởng bổn bề, lại thêm ác thú mạng xà rít to. Ba già ai biết thì lo, gác tay dèm xiêm đôi co ít gì. Hết dạ là hết lòng, dốc hết tâm trí để lo một việc gì. Tiếp theo mời quý vị nghe phần chánh văn. Tu là lược giải từ câu 141 đến câu 152. Đoạn này Đức Thầy khuyên dạy người tu cần phải lo trau dồi tâm trí, sửa tánh răng lòng cho được hiền hòa chính chắn, hết lòng tôn kính và bảo dưỡng cha mẹ để được dạng tròn câu hiếu thảo. Ngoài ra còn phải tu cầu cho tổ tông dòng họ được siêu thoát và khắp vạn dân khỏi bị chết chóc vì nạn đau binh. Đối với cha mẹ còn sanh tiền thì cầu cho được an nhàn phúc thọ, đất nước sớm được phục hồi nền tự chủ. Điều quan trọng là phải trả xong nợ thế, tức lo đền đáp bốn ân, đồng thời ráng ngăn chừa 10 điều ác để diệt trừ nghiệp báo, sanh tử luân hồi.
Ai hành trì được như thế, tức đặng siêu thoát về cực lạc mà an tọa trên tòa sen. Bước tu hành cần phải tránh xa hai điều tệ hại: rượu và sắc dục. Vì nếu chè rượu say xưa thì sanh nhiều tội lỗi, còn đắm mê sắc lịch ắt phải hư thân mất nết, và sau khi chết linh hồn phải đọa lạc trong sáu nẻo luân hồi. Bởi nguyên nhân của sanh tử là do lòng ái dục, hải trung sanh tử ái dục đệ nhất. Riêng phần nhân đạo trong gia đình, việc đối xử giữa chồng vợ phải thuận hòa ân nghĩa, không nên vì hoàn cảnh sang hèn mà đổi thay tình ý. Chú thích: Tổ tông là ông bà dòng họ cũng chỉ chung như chữ cửu quyền thất tổ. Toàn câu ý nói người quyết chí tu hành cho đến khi đắc đạo thì độ được ông bà dòng họ siêu thoát. Cổ nhân từng bảo: nhất nhân thành đạo cửu quyền thăng. Một người tu đắc đạo độ được ông bà cha mẹ lần lượt siêu thăng. Đức thầy cũng từng dạy: ngày nào đắc được lục thông, vớt hồn cha mẹ tổ tông bảy đời. Quốc vương thủy thổ là đất nước vua chúa chỉ cho đất nước Việt Nam. Phản hồi là hồi phục trở lại. Ý toàn câu dạy tu cầu cho đất nước của mình sớm được thanh bình và lấy lại chủ quyền. Đức thầy có viết: ấy mới mong quốc dân phản hồi. Nợ thế là nợ đời, tức những gì ta đã thọ, đã gây tạo. Nợ thế có hai phần: A. Ân nợ, tức là nợ tứ ân. Con người có được xác thân là nhờ tổ tiên cha mẹ, có nơi ăn chốn ở là nhờ đất nước, biết được lẽ đạo màu phải trái là nhờ tam bảo, có đủ vật liệu cần dùng là nhờ đồng bào nhân loại. Đó là bốn ân lớn mà ai ai cũng phải thọ và phải lo đền trả. Đức thầy hằng khuyên: trả nợ thế nghĩa ân trọn vẹn, và tứ ân đã trả chẳng còn tội căn. B. Nghiệp nợ là nợ do tam nghiệp thập ác gây nên, khiến chúng sanh mãi luân chuyển báo đền. Kinh nói: sở dĩ có luân hồi là do ba nghiệp thân, khẩu, ý gây nên. Nó cứ tiếp nối nhau luôn tạo thành sức mạnh, lôi kéo chúng sanh sau khi mạng chung phải đầu thai vào một thân xác khác để đền trả tiền nghiệp và lòng khát ái của mình. Nên Đức Thầy dạy, muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân, nhưng trước hết hãy tránh tam nghiệp và chừa thập ác, cũng như muốn làm giàu phải tránh đừng cho thiếu nợ. Vì thế, Ngài cực lực khuyên bảo: nợ thế âu toan tròn nợ thế, đường tu sớm liệu vẹn đường tu. Tòa sen là chỗ ngồi bằng sen, nơi Phật ngự. Bởi sen là thứ hoa có đặc tánh trong sạch, không ô nhiễm, nên chư Phật dùng nó làm chỗ an tọa. Ý chỉ người tu khi đắc đạo thì được ngồi tòa sen báo bên cõi Tây Phương Cực Lạc. Đức Thầy có câu: Tây Phương Cực Lạc khùng ngồi tòa sen, hay là quyết làm tôi Phật gửi thân liên đài. Hơi men là hơi rượu, ý chỉ sự uống rượu. Người tu cần phải xa lánh, bởi kinh Phật từng nói: ninh ẩm dương đồng thân vô phạm tửu, thà uống nước đồng sôi răng già chớ uống rượu. Hoặc là rượu là gốc buông lung, muốn khỏi đường ác đừng uống, thà bỏ trăm nghìn thân trọn không uống rượu này. Sắc lịch là sắc đẹp, một trong tứ đổ tường, cũng là một trong năm điều ham muốn ngũ dục. Biết bao tấm gương nhơ nhớp vì đắm mê sắc lịch, chính nó đã gây nên những cuộc đổ nước nghiêng thành, đảo lộn luân thường đạo lý.
lắm người bị nó nhận chìm trong hố sâu tội lỗi. Cổ nhân từng bảo, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Sắc đẹp tuy không phải sóng gió, nhưng dễ nhận chìm được người. Trong Tịnh Thế Ngộ Chơn cũng dạy, sắc tác hậu tự tiền thế đại, tán tinh hao khí khổ linh hồn. Nữ sắc tuy dùng nói truyền đời trước, nhưng cũng bởi sắc làm cho con người tán tinh hao khí và linh hồn bị sa đọa. Ân tình là ân huệ và tình nghĩa thân yêu. Ví dụ ân tình dạng giả đôi đường. Tào Khang cũng gọi là Tao Khang. Tào là tấm bã rượu, Khang là cám gạo, ý nói người vợ cưới hồi còn nghèo khổ, do điển tích. Vua Quan Võ có người chị gái là Hồ Dương công chúa, sớm quá chồng. Vua có ý định gả cho quan thượng thư là Tống Hoằng. Nhưng Hoằng đã có vợ, vua bèn dời Tống Hoằng đến ướm thử. Trẫm nghe thiên hạ thường nói, sang đổi bạn, giàu đổi vợ có chăng? Ngạn ngữ, quế dịch giao, phú dịch thê, hữu chư. Tống Hoằng tâu: thần nghe người bạn lúc hàn vi không nên phụ, người vợ cưới lúc nghèo hèn không nên bỏ. Thần văn bằng tiện chi giao mặc khả dông, Tào Khang chi thê bất khả hạ đường. Vua Quan Võ Nga Hoa biết ý Tống Hoằng không tham vào phụ khó, nên không ép nữa. Do điển tích trên đây, văn chương thường dùng thành ngữ Tào Khang để nói vợ chồng lấy nhau từ thuở hàn vi vẫn giữ tình nghĩa mặn nồng cho đến khi già chết mới trọn đạo. Đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác. Tiếp theo là phần chánh văn. Tu cầu Đức Phật Như Lai, cứu dân qua khỏi nạn tai bụi này. Chữ tu chớ khá trề chày, phải trao phải xưa nghe thầy dạy khuyên. Ra đời xứng hiểu khùng điên, nào ai có rõ thần tiên là gì. Tu không cần lại cần quy, ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau. Trí hiền tâm đức chuỗi lao, ra công lọc cây thì thao ra vàng. Vinh hoa phú quý chẳng màng, ra quái ra lực cởi thoảng xa chơi. Con sông dòng nước chiều mới, dốc lòng trả nợ nước đời cho sông. Chừng nào bốn đạo hiểu thông, thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Lược giải từ câu 153 đến câu 168. Đức Thầy dạy tín đồ hằng cầu nguyện với Đức Như Lai cứu độ bá tánh, đồng thoát qua tai nạn hiện thời. Còn việc tu hành không nên chần chờ giải đãi, mà lúc nào cũng phải chuyên cần trau sửa và thường xem kệ giảng để thực hành theo cho kỳ được. Bởi người Pháp kèm kẹp dân ta đủ cách, hễ có một ai được sự uy tín trong quần chúng
thì họ bắt bớ Tù Đài. Lại có số người giả tu thường xưng hô lớn lối để lừa bịp những ai nhẹ dạ mê tín theo. Cộng với hạng người thường ý mình là khôn lanh hay phỉ báng Phật trời, nên Đức Thầy mới tá hiệu điên khùng để vừa đối lại với hạng người nói trên và vừa phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Ngài dạy sự tu không phải chỉ trong hai thời lễ bái xuông, mà bất cứ ở đâu hay phút nào cũng luôn trao dồi gội rửa những gì xấu xa tội lỗi mới mau kết quả. Vậy mỗi người tự dùng trí sáng của mình chiếu phá lớp vô minh vọng hoặc và các tư tưởng tà khúc, tất được kim thân thị hiện, dứt trừ tử sanh. Trên đường khai hóa nhân sanh, Đức Thầy chẳng màng danh lợi, và dầu dòng đời có lắm thăng trầm, Ngài cũng quyết sông thuyền bát nhã lướt vào một phen, để đền xong nợ thế, vẹn đáp tứ ân. Ngài luôn phổ hóa đạo màu cho đến khi nào khắp bổn đạo thấu hiểu và gắn ghi những lời thiên cơ đạo lý nơi lòng, hầu sớm hôm lo tu thân lập hạnh thì Ngài mới dừng thoảng an nghỉ, quyết chèo thoảng đến chốn Bồng Lai mới ngơi nghỉ tấm thân của lão. Chú thích: Như Lai, Phạn ngữ Tathagata, tạo dịch là Như Lai, vốn là một trong nhiều danh hiệu của Phật, có nghĩa sừng sững dậy, không từ đâu mà lại, cũng không từ đâu mà đi, nương theo đạo chân như mà thành bậc chánh giác. Đó là chân thân của Như Lai. Nương theo đạo chân như đến ba cõi để giáo hóa chúng sanh, gọi là ứng thân của Như Lai. Kinh Kim Cang có câu: Như Lai vô sở tòng lai, diệt vô sở khứ cố danh Như Lai. Nghĩa là Như Lai chẳng từ chỗ nào mà lại, và cũng không từ nơi nào mà đi, nhưng đâu đâu cũng có, nên gọi là Như Lai. Như Lai ở đây chỉ cho Đức Phật Thích Ca. Đức Thầy có viết: Nam mô Thích Ca Như Lai, Ta Bà giáo chủ xin Ngài chứng minh. Trễ chày là chậm lục giải đãi, không tinh tấn chuyên cần. Đức Thầy hằng thúc giục: Nếu để trễ chày e chẳng kịp, khuyên ai khuya sớm gắng chuyên cần. Khùng điên là danh xưng của Đức giáo chủ. Sở dĩ Ngài tá hiệu khùng điên là có nhiều dụng ý. Thứ nhất là đánh lạc hướng người Pháp, khiến họ bớt nghi ngờ khó khăn, để Ngài tiện bề giáo hóa chúng sanh. Thứ hai, đối với hạng người thường cho mình là khôn ngoan, nhưng họ chỉ dùng cái khôn ngoan ấy gạt gẫm dân chúng để thủ lợi. Thứ ba, đối trị các tà thuyết, vì số người này ra đời thường hay xưng hô là Phật Thánh để lừa dối người nhẹ dạ mê tín, nhưng hành động của họ không giống Phật Thánh chút nào. Còn phần Đức Thầy tuy xưng hiệu khùng điên, nhưng Ngài cảm hóa nhân sanh với lòng từ bi xả kỷ lợi tha, với giáo lý chân chánh của Phật Đà, khùng quyền cơ khùng đạo Thích Ca, và điên như ta điên giống tiên rồng, điên gỡ ách xích xiềng thế tục. Trí hiền là trí sáng suốt hiền lành, có diệu năng đoạn trừ những phiền não mê hoặc. Tâm đức, lòng trong sạch, bình đẳng từ bi, không duyên theo ngoại cảnh, thường ban phúc lạc cho toàn thể chúng sanh, mà tâm hằng thanh tịnh lào lào, không hề bị nhiễm ô trần trược. Thao ra vàng. Thao là loại đồng pha kẽm sắc vàng nhợt. Vàng là loại kim quý sắc vàng ánh. Hễ vàng thao pha lộn thì vàng mất giá trị, bằng lọc hết thao ra còn lại vàng y. Ý nói tâm của mỗi người từ vô thủy bị phiền não vọng tưởng xen tạp, nên gọi là chúng sanh. Nếu nay biết giác ngộ tu hành, đoạn trừ hết vô minh vọng hoặc,
thì còn lại chân tâm hay Phật tánh. Cởi thoàng là ngồi trên thuyền. Lúc Đức Thầy mới ra đời, có chèo thuyền dạo Lục Châu để thức tỉnh nhân sanh. Đây còn có nghĩa Ngài dùng trí huệ siêu màu, Thoàng Bát Nhã, viết ra kinh giảng giác tỉnh kẻ còn mê, sớm hồi tâm hướng thiện. Như Ngài thường cho biết, con thuyền Bát Nhã xa khơi, hay là thuyền Bát Nhã ta cầm tay lái, quyết đưa người khỏi bến sông mê, dòng nước chiều mơi. Ý nói nước dưới sông có lúc lớn lúc rộng, khi chảy lên khi chảy xuống, không ngừng nghỉ, chiều ở chỗ này mai ở chỗ khác. Nghĩa bóng là chỉ cuộc thăng trầm suy thạnh của dòng đời cứ thay đổi theo thời gian. Thế thì bước đường truyền giáo của Đức Thầy cũng dài đây mai đó. Nợ nước đời, nợ nước và nợ đời có nghĩa như chữ nợ thế. Đây ý nói trước cảnh quốc phá gia vong, Đức Thầy có bổn phận đền nợ quốc dân và nghiệp nguyện cứu độ chúng sanh. Nợ cùng bách tính hỡi còn dương. Tiếp theo mời quý vị nghe phần chánh văn. Chữ vinh chữ nhục mấy hồi, đến khi thất vần làm mồi yêu tinh. Tu rèn tâm trí cho minh, tánh kia thành kiến phỉ tình chùi lao. Hiểu rồi những việc lao đao, ở cùng cô bác kỳ làm sao cho tròn. Kính yêu nào phải hao mòn, ở cho phải nghĩa lòng son mới vừa. Nghìn ngang hồn âu phải chưa, bà con nội ngoại già thưa mới là. Sớm diện phải ở thật thà, dù không quen biết cũng là như quen. Lược giải từ câu 169 đến câu 180. Cuộc thành suy dinh nhục của dòng đời thay đổi rất mau lẹ, không thể lường trước được. Lúc dinh hiển, nếu con người chẳng giác tỉnh tu hành, đến khi thất thời, ắt của cải và thân xác phải làm mồi cho kẻ hung tàn giặc cướp. Cốt yếu của sự tu là hành giả phải rèn luyện tâm trí cho được thanh tịnh sáng suốt. Tuy có tốn nhiều công phu, nhưng đến khi kiến tánh thành Phật thì thỏa lòng biết mấy. Khi đã hiểu rõ sự lao khổ sắp tới, Đức Thầy dạy nhà tu nên đối xử tốt đẹp với xóm chòm cô bác, ăn ở đúng theo đạo nghĩa, biết lễ phép kính nhường và thương mến giúp đỡ mọi người. Cần chừa bỏ những lời ngang tàng hỗn láo, đối với bà con nội ngoại phải lễ độ khiêm cung. Với thôn xóm luôn vui vẻ trong việc giao tiếp, đâu đó đều được hòa hài chân thật. Chú thích: thất giận là lỡ giận hết thời. Ca dao có câu: anh hùng lỡ giận lên rừng đốt than. Cho minh là cho được sáng suốt. Tánh kia thành kiến, ý nói tâm tánh của mỗi chúng sanh từ khi bị vô minh ô nhiễm trở nên mờ ám, nay giác ngộ tu hành,
cố diệt trừ phiền não và trau dồi cho được trong sáng như mảnh gương, tất sẽ soi các sự vật một cách rõ ràng và chứng thành đạo quả. Trong Thế Kinh có lời kệ: Phật tiên kinh luật tại lòng ta, trong nhà có báo kiếm đâu xa. Cần xem cho kỹ hồi sanh nhật, tánh mình trong sạch Phật là ta. Đức Thầy nay cũng từng bảo: Tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, tánh trong như nước bích mùa xuân. Phỉ tình là thỏa lòng, ý nói sự tu hành tuy rất dày công cực nhọc, nhưng đến khi kết quả viên mãn là thỏa lòng mãn nguyện. Đức Thầy nói: Hết khổ lao thì đến vui cười, chừng đó mới phỉ tình nguyện ước. Lao đao là lận đận khó khăn, tai nạn khổ sở. Ví dụ kiếp sống lao đao, thời vận lao đao. Phải nghĩa là đúng với đạo nghĩa, hợp với lẽ phải. Hỗn ẩu là hỗn hào vô lễ, lầm lộn, không có thứ tự. Ẩu là đánh lộn lẫn nhau. Chữ hỗn ẩu ở đây chỉ cho sự phạm thượng vô lễ, không biết nhường nhìn ai. Xóm giềng là hàng xóm lân cận với nhau. Tục ngữ có câu: Cơm ăn chẳng hết thì treo, việc làm chẳng hết thì kêu láng giềng. Thật thà là chân chất hiền lành, không giả dối. Ví dụ ăn nói thật thà, tánh tình thật thà. Tiếp theo là phần chánh văn. Ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lâm nạn đua chen giúp bi dần. Xác thân là cái gông cầm, nếu làm chẳng tròn thú hầm sẽ thay. Cho rồi nhân nghĩa mới hay, lễ nghi phong hóa đổi thay làm gì. Từ rèn tâm cho được khi thắng ngay, khỏi nơi tà quỷ mộng mai thấy đời. Cũng là người ở trong trời, cớ sao ăn ở nhiều lời ngon. Chẳng kiên trời Phật mê mang ấy tìm. Lược giải: từ câu 181 đến câu 194. Bổn phận làm con biết ăn ở đúng theo đạo nghĩa sẽ được cha mẹ vui lòng khen thưởng, và mỗi khi gặp người mắc nạn nên hăng hái tìm cách giúp đỡ. Vì xác thể con người thường bị ý dục ràng buộc như tù ngục, nếu những ai đối xử không trọn đạo sẽ bị luật trời trừng phạt bằng cách có thú dữ phân thây. Đức Thầy kêu gọi bá tánh cần cư xử đúng đạo làm người. Những quy tắc và phong tục của tổ tiên đã giáo hóa, ta có bổn phận gìn giữ và thiệt thi, không nên học đòi thói mới của Âu Tây mà thay đổi khác đi. Bởi thời hạ nguyên sắp mãn để chuyển sang thượng nguyên, nên mỗi sự vật trong thế giới đều thay đổi. Cuộc đổi xấu ra tốt, tất nhiệm màu kỳ bí, không ngờ trước được.
Vậy ai là người thức thời nên tu rèn tâm trí cho được ngay thẳng chánh đáng, để sau này kiến diện cảnh thượng nguyên thánh đức. Ta nên xét cũng là một con người trong nhân loại, nhưng tại sao người ta biết tiến lên quả vị Phật tiên, còn mình lại ăn ở ác hung và khi dễ Phật trời, làm chi cho mang tội khổ? Đức Thầy hằng cảnh giác. Giàu sang lắm kẻ vô nghì, ỷ mình trên bực kể gì nghĩa nhân, chẳng kiêng chẳng nể Phật thần, suy mưu làm quấy nghiệp trần phải mang. Chú thích: gông cùm. Gông là đồ làm bằng tre hay bằng gỗ, cùm cũng gọi là còng, vật làm bằng hai miếng dán ghép lại, có lỗ vừa để giữ chân tay tội nhân. Thời nay người ta làm còng bằng sắt, có ổ khóa. Lễ nghi, nghi thức và lễ nghĩa, phong hóa, phong tục và sự giáo hóa của một quốc gia hay một dân tộc. Đức Thầy có câu: tùy phong hóa dân sanh phù hợp, chấp bút thần tả ít bổn kinh. Biến đổi nghĩa là sự thay đổi ra khác, từ hình thức công dụng này ra hình thức công dụng khác. Ví dụ: đời có nhiều biến đổi không ngờ. Ngổn ngang là bừa bãi, bộn bề, chỉ những người ăn nói ngang tàn, không chừng mực. Hung hăng, hung dữ, bạo tợn. Chẳng kiêng là không kiêng dè dĩ nể ai, chỉ cho người ngang tàn vô lễ. Mê mang là mãi mê, quá đắm say. Tiếp theo là phần chánh văn. Dài rồi cái đạo tu hiền, làm trái nhỏ tội tình duyên đang nồng, cũng đừng ghẹo gai có chồng, cũng đừng phá hoài chữ đồng gái trinh. Ra đường chọc ghẹo gái xinh, nửa sao mắt phải yêu tinh hư mình. Sự cho vẹn chữ nghĩa tình, vâng lời cha mẹ mà gìn gia can. Nghiêm đường chiếu linh cho an, loạn luân càng kỳ hổ mang tiếng đời. Anh em đừng có đổi dời, phủ phàng dưa muối sẽ lời nghĩa tình. Tuy là trời đất rộng thinh, có thần xem xét phân minh cho người. Lược giải từ câu 195 đến câu 208. Sau khi chỉ dạy về phương thức làm lành lánh dữ, Đức Thầy khuyên rằng trong hàng thiếu niên lúc tuổi còn xuân, giàu dục tình đang hăng phát, cũng không nên phá hoại trinh tiết của vợ con người. Kẻ nào thấy gái đẹp hay chọc ghẹo, sau này bị lầm lạc yêu tinh, làm hư thân mất mạng. Đối với gia đình thân tộc, phải giữ vẹn nghĩa tình, mọi việc chi đều đợi lệnh của cha mẹ. Nhất là những lời dạy bảo chánh đáng đều triệt để dâng lời. Phải tôn trọng nền cương thường đạo lý, từ gia đình đến bà con nội ngoại trong thân tộc. Chẳng nên hành động loạn luân bất chánh,
mà bị tiếng đời chê cười, xã hội ruồng bỏ. Việc đối xử giữa anh em cần biết kính thuận lẫn nhau, tình nghĩa luôn đậm đà thương mến. Không nên vì hoàn cảnh riêng tư hay sang hèn mà thay lòng phụ nghĩa. Tuy là trời đất mênh mông, nhưng lời nói riêng của mỗi người trong thế gian, trời nghe như sấm nổ, còn lòng tính quấy trong nhà kính, song mắt của thần thánh thấy rất rõ ràng. Nhân gian tư ngữ thiên văn như lôi, ám thất huy tâm thần mục như điển. Chú thích: đạo tu hiền là con đường làm lành lánh dữ, cũng có nghĩa bổn phận của người tu hiền. Tình duyên cũng gọi là duyên tình, tình ái ân của vợ chồng. Nồng là hăng quá, gắt quá, mùi làm nực mũi, nghĩa bóng là rất mực đậm đà. Chữ đồng gái trinh là sự trinh tiết của người con gái lúc chưa lấy chồng, chưa bị thất trinh. Nghĩa tình cũng gọi là tình nghĩa, tình cảm và ân nghĩa, ý chỉ việc cư xử với nhau có ân nghĩa mực thước đứng đắn. Ví dụ tình nghĩa anh em còn hoài. Nghiêm đường là người cha. Người Việt Nam đang ở chế độ phụ quyền, người cha là gia trưởng. Loạn luân là làm rối loạn luân thường đạo lý, lấy một người trong bà con thân tộc mà phong tục là luật pháp nghiêm cấm là bị tội loạn luân. Can kỷ cũng gọi là cương kỷ hay kỷ cương, có nghĩa viền mói trong luật lệ, tức là trật tự ngăn nắp của gia đình, đoàn thể, xã hội, quốc gia. Ví dụ ăn ở phải có cương kỷ. Đức thầy nói: có đâu như thể bay trừ, loạn luân can kỷ, bất từ bất lương. Phân minh là rõ ràng, rành mạch, rạch ròi. Ví dụ ăn ở phân minh, xử đoán phân minh. Tiếp theo là phần chánh văn. Vô duyên chưa nói mà cười, chưa đi mà chạy hỡi người. Vô duyên lớn lên phận gái cần chuyên, làm ăn thì phải cho xuyên mới làm. Phải gìn dục vọng lòng ta, đừng chiều theo nó vậy mà hư thân. Nghe lời cha mẹ cân phân, tam tùng vẹn giữ lập thân ngữ buổi này. Tình duyên chẳng kiếp mơ thì chạy, chớ đừng cái lình gió mây ngoài tình. Đi thưa về cùng phải trình, công dung ngôn hạnh thân mình phải trao. Lược giải: từ câu 209 đến câu 220, đoạn giảng trên Đức Thầy dạy hàng nữ lưu phải có tư cách đứng đắn, sự nói cười cần giữ đúng lời, đúng lúc, chẳng nên vừa nói vừa cười ngã ngớn. Người con gái mới lớn lên phải chăm chú siêng năng mọi công việc cho được thứ tự, vén khéo mới tròn bổn phận. Thở thanh xuân là lứa tuổi dậy thì, dầu dục tình có bộc phát cũng cố chế ngự, không nên chiều theo nó mà làm việc hư thân mất nết, điếm nhục tông môn.
lúc còn nương với cha mẹ nên vâng lời cân nhắc dạy bảo. Khi về nhà chồng phải biết tùy theo ý lệnh của chồng. Chẳng may chồng qua đời trước, vợ phải lo nuôi dạy con cái để xứng đáng là bậc hiền mẫu và được trọn tiết với chồng. Cuộc tình duyên không sớm thì muộn cũng gặp, chẳng nên cãi lệnh cha mẹ, tự gây tạo việc trăng hoa bất chánh mà mang tội bất hiếu. Phận dâu con có lễ giáo, mỗi lúc đi hoặc về đều phải trình thưa cha mẹ, đồng thời lo rèn tập bốn đức: công, dung, ngôn, hạnh. Chú thích: vô duyên cũng gọi là vô doan, có nghĩa là trơ trẽn, tẻ lạc, không duyên dáng lễ độ. Ví dụ ăn nói vô duyên, ca dao có câu: vô duyên chưa nói mà cười, chưa đi mà chạy, hỡi người vô duyên. Dục vọng lòng tà, lòng ham muốn thèm khát việc tà quấy do tình dục sai khiến. Kẻ nào bị tình dục vọng sai khiến sẽ hư thân mất nến, nên Đức Thầy bảo đừng chiều theo nó. Cân phân, cân nhắc phân giải việc hư nên tốt xấu, ý chỉ lời cha mẹ dạy con. Gió mây ngoại tình, do chữ sở vũ tần dân, mưa sở mây tần. Thành ngữ này người ta thường dùng để chỉ cho hạng trai gái tư tình bất chánh, không phải vợ chồng chính thức của mình. Đồng nghĩa với chữ mây mưa, truyện Hoa Tiên có câu: lời đầu quyến luyến, thanh tân rủ rê gió sở mây tần hỡi ai. Đi thưa về cũng phải trình, do câu xuất tắc cáo phản tắc diện là khuôn phép của hàng con dâu. Khi ra đi hay lúc về nhà đều phải thưa trình với cha mẹ. Công dung ngôn hạnh, nghĩa của chữ tứ đức tức là bốn đức hạnh, đó là bốn điều dạy nữ giới phải dặn gìn theo khuôn thước của đạo làm người. Hãy xem xưa những bậc dâu hiền, kim tứ đức công dung ngôn hạnh. Tiếp theo là phần chánh văn. Công là phải sửa làm sao, làm ăn các việc tầm phào chẳng nên. Mình là gái mới lớn lên, đừng cho công việc hơn mới là. Chữ dung là phần đàn bà, dốc hình tươi tăng đứng đi dịu dàng. Dầu cho mắt chữ nghèo nàn, cũng là phải sửa phải sang mới màu. Ngôn là lời nói mặc dầu, cùng cho nghiêm chỉnh mới hầu khôn ngoan. Đừng dùng lời tiếng phàn nàn thì cha với mẹ mới an tâm lòng. Hạnh là đức tánh phải không, ở cùng chòm xóm đừng cho mất lòng. Bốn điều nếu đã làm xong, cùng gìn chữ hiếu phục tòng sống thân. Lược giải từ câu 221 đến câu 236. Đoạn này
Đức Thầy dạy bổn phận của hàng phụ nữ cần phải trau dồi bốn đức tánh: công, dung, ngôn, hạnh. Trước nhất là chữ công, tức mọi sự nấu nướng giá mai cho sắc sảo khéo léo, cùng các việc làm lụng đều được thứ lớp và thu xếp gọn gàng kỹ lưỡng, không nên để phào phẹt bừa bãi. Thứ nhì là chữ dung, nghĩa là phải giữ trang mạo đầm thắm, cử chỉ hòa quẩn, và mỗi lúc đi, đứng, nằm, ngồi phải dòm ngó trước sau một cách cẩn thận. Thân thể phải cho sạch sẽ, hình dáng đoan trang, ăn mặc giữ được chừng mực kín đáo, không được hở hang, cách điệu quá lẻ. Thứ ba là chữ ngôn. Mỗi khi thốt ra, người phụ nữ cần phải giữ lời nói cho được dịu dàng, lễ nghĩa, không nên dùng những lời tiếng thô lỗ, láo xược, chửi rủa, tục tằn, tất cha mẹ được vui lòng, thỏa mãn. Thứ tư là chữ hạnh, tức phải giữ hạnh nết hiền hậu, tánh ý ôn hòa, hay tha thứ kẻ lầm lỗi, giúp đỡ người thiếu hụt, chốn khuê phòng thường trau dồi giá gương trong sạch, không xem những loại sách bất chánh, cũng không gần kẻ lả lơi trây trúa, hỗn ẩu tham gian, để ngừa hại đến danh thể. Ở với cha mẹ đầy lòng hiếu thuận, với ông bà cô bác anh chị thân quyến cũng giữ mực cung kính, nghiêm từ đáo để. Chú thích: công là khéo léo đứng đắn, tầm phào cũng gọi là tầm phèo, có nghĩa bừa bãi, không gọn gàng, cẩn thận. Hớ hên là không cẩn thận, chu đáo. Công việc hớ hên là làm việc không kỹ lưỡng, dáng khéo. Dung là hình sắc, dáng điệu. Tươi tắn là xinh xắn, đẹp đẽ, ví dụ gương mặt tươi tắn. Dịu dàng là yểu điệu, tha thước, tướng đi của nữ giới. Ngôn là lời nói, đây ý dạy nữ giới cẩn thận lời nói trong mọi việc đối xử. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cổ đức từng bảo: lập thân chi yếu, ngôn hạnh thị tiên. Cốt yếu của sự lập thân, ngôn hạnh là trước nhất. Đức Thầy nay cũng dạy: người biết đạo phải gìn ngôn ngữ. Nghiêm chỉnh là nghiêm trang, tề chỉnh, không lả lơi, cười cợt, ví dụ người ấy ăn nói nghiêm chỉnh. Phan ngang, phan là cầm cây mà dục mạnh vào ai, ngang là ương ngạnh, bất chấp lề lối. Tiếng phan ngang là lời nói ngang tàn, thiếu sự dịu dàng, mềm mỏng và lễ độ. Hạnh là tánh nết, cách cư xử. Thương gì hạnh trọng gì tài, kinh thơ dạy. Chẳng giữ gìn hạnh nhỏ có hại cho đức lớn, bất năng tế hạnh chung lụy đại đức. Đức tánh là tâm tánh tốt lành, nhân ái. Đức Thầy có dạy: làm thế nào phát hiện được những đức tánh cao cả? Bốn điều chỉ cho bốn đức tánh: công, dung, ngôn, hạnh đã kể qua. Hiếu là lòng ân cần, tôn kính, bảo dưỡng và dâng lời khuyên răn của cha mẹ. Kinh Minh Thánh dạy: hiếu tử chi sự thân, cư tắc chí kỳ kính, dưỡng tắc chí kỳ lạc, bệnh tắc chí kỳ ưu, tan tắc chí kỳ ai, tế tắc chí kỳ nghiêm, cố bất ái kỳ thân, như ái tha nhân giả, dị chi bội đức. Người con hiếu thờ cha mẹ lúc ở thì tôn kính rất mực, khi nuôi phải vui vẻ hết mực, khi bệnh thì lo lắng hết mực, khi chịu tan thì buồn hết mực, khi tế thì nghiêm trang hết mực. Cho nên không yêu cha mẹ mà yêu người khác gọi là trái đức. Kinh Đạt Ma có lời khuyên.
ngàn kinh muôn điển hiếu vi tiên, thảo thuận đời sao nhỏ giọt truyền. Ở thế đạo người làm vẹn vẻ, tu hành tiên Phật sẽ nên duyên. Ba năm nhũ bộ công lao nhọc, chinh thắng cưu mang mấy đoạn phiền. Nghĩa mẹ ơn cha hằng tạc nhớ, ngày qua bể ngàn mới là yên. Đức Thầy nay cũng hằng dạy hiếu hạnh gìn lòng chí ư thiên, và nhân sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên, hành thiện tri kinh thị sĩ hiền. Phục tòng là tùng phục tuân theo, vui lòng chịu sự dạy bảo của cha mẹ. Song thân, tiếng gọi chung phụ thân và mẫu thân, tức là cha mẹ.